chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay cuối tuần chủ nhật ở nhà làm hàng điện tử cả ngày mệt quá. Ra pachinko thư giãn tí cho em kiếm bình xăng được không? Đầu tư 5 xem thế nào? Mọi người xem video và nhớ đăng ký kênh của mình nhá. Hôm nay chỉ cầm đúng 5 xem thôi. Thắng thua được cũng về. Mọi người xem video nhá.
Ôi ba. Ôi về chưa anh em? Lát được 800 yên. Vâng. Hôm nay tổng kết là tao nghe tí nữa tuốt nhưng mà thôi lãi được 800 yên được. Chị về. Tạm đào. Tí nữa thì thu hết cả màn tư. Lãi 800 yên đi về. Chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay thì đi chơi thì tí nữa thì Tuấn mất một man tư. Mày qua ngồi cái máy cuối cùng nó hồi lại máu cho tầm 3 hot bích. Hay là gỡ lại được, còn lãi được có 800 yên thôi rồi, cũng được. Tí nữa thì hôm nay thì coi như xong. Đi kiếm xăng thành mất xăng luôn. Người chết. Pachinko để ăn non thôi, không ăn non thì không ăn được. Tí hôm nay thì tỏi. Được mỗi tư kẹo này 1800 yên. Một man tư 4 à một man tư 800 yên thì mình thua man tư. Thôi man tư gỡ lại được rồi, tỉnh đòn. Xem là đếm tiền bao nhiêu nào. 9. À thì đây còn man 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ây xa mày thế nhỉ. Ôi bánh cao buổi chiều lãi được 800 yên. Về tắm rửa. Cảm ơn mọi người đã xem video đến cuối cùng nhá. Pachinko ăn non này không ăn dài đâu. Tí thì Tuấn. Chúc mọi người một ngày vui vẻ nhá. Cho mình về ăn cơm này, tắm rửa này.